Hello, xin chào anh em Chào mừng anh em lại quay trở lại với cả channel của mình các bạn nhé Hôm nay thì anh em mình chúng ta lại quay trở lại với con game gọi là TTC thôi nhỉ Ừ Nhưng mà trông có vẻ như là hôm nay thì mình sẽ lên một cái video hơi muộn một chút anh em ạ Qua cái giờ ăn tối của anh em mình rồi, đúng không? Nhưng mà mình cũng muốn thử xem rằng là đối với những cái dạng cầu ấy Ví dụ như là hôm nay thì mình đổi cái phiên giờ đi Thì liệu nó có cái gì đấy nó đặc biệt hơn không? Anh em nhỉ? Đó, xem có cái gì đấy nó đặc biệt hay không anh em nào thì đầu tiên ấy thì chắc là mình uh, xin phép anh em là sẽ thử đi đầu tiên là mình sẽ thử là đối với những cái dạng cầu ví dụ như là cầu 22 hay là cầu 11 thì mình cũng sẽ cố gắng là đi được chỗ đó khoảng 5 cho đến 6 tay anh em nhé cố gắng là đi được đôi đó cho khoảng 5 cho đến 6 tay anh em ạ đi cố gắng là dài ra một chút anh em ạ được chưa rồi ok ở đây trước mắt thì anh em mình chúng ta đã có là cầu 2112 rồi này với việc là xuất hiện hai con tài thì con này chúng ta hoàn toàn là có thể đánh một con to được anh em nhé đó ví dụ như xuất hiện hai con tài thì chúng ta hoàn toàn có thể đánh một con gọi là khá là to luôn anh em ạ mà tự tin luôn anh em được chưa bởi vì các bạn thấy rằng là 2, một hai 1, 2, một một hai nó toàn là những cái cầu đi kẹp hai và kẹp một đúng không anh em nó toàn đi những cái cầu là kẹp 2 và kẹp một anh em ạ nó nó rất rất là đều anh em nhé nên nó sẽ rất là đều nên nó sẽ rất là đều nha các bạn nhé được chưa anh em thấy mình tự tin đánh không đây, đây mình đánh hẳn gọi là 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 chín củ luôn vì mình đang nắm rõ được cái dạng cầu mà nó đang cái tuần suất mà nó đang chạy các bạn ạ được chưa mình nắm rõ được cái tuần suất của mà nó đang chạy nên là mình cũng rất là dễ để có thể gọi là, là sử dụng anh em ạ đây thôi cứ đơn giản thôi anh em ạ ví dụ như đây mình có thể đánh cầu 22 các bạn sẽ thấy rằng là mình sẽ đi từ những cái số vốn nó cũng dễ rất là ổn chứ mình không đi một phát gọi là mình vừa ăn xong là mình vừa đánh to luôn đâu anh em ạ được chưa mình sẽ không gọi là vừa ăn xong mà mình đánh to luôn đâu anh em và mình sẽ đi từ những cái bước gọi là nhẹ nhàng thôi Đấy. Mình sẽ đi từ những cái bước nhẹ nhàng, mình sẽ đi từ những cái bước nhẹ nhàng lại một chút anh nhìn nhá. Ok không? Những cái bước gọi là nhẹ nhàng, những cái bước gọi là nhẹ nhàng, tình cảm thôi. Đó, 2 1 1 2 về lên 4 đi. 2 lên 4, anh em nhớ là cũng có thể gọi là xem thêm cái cách gọi là chơi của mình. Để chơi anh em. Xem thêm cái cách gọi là là vào xiển của mình anh em ạ. Xem nó có hợp lý hay không anh em nhớ. Còn nếu mà hợp lý thì anh em có thể áp dụng theo thôi. Đúng không? Mình là mình gọi là muốn gọi là chơi để gọi là có thể dẫn đều cái dạng cầu anh em ạ. Dẫn cho đều cái dạng cầu, dẫn cho đều cái dạng cầu. Ừ. Đây tiếp tục này, mình vẫn sẽ đánh tiếp thôi. Cầu 21 gì? 21 thì chơi 21. Sợ cái gì đúng không anh em? 21 thì chơi mình 21, sợ cái gì? Thêm một củ nữa cho nó gọi là là tròn anh em ạ. Thêm một củ nữa cho nó tròn, thêm một củ nữa cho nó tròn. Sao phải sợ đúng không anh em? Rồi ok Bây giờ các bạn thấy này Đúng vào trường hợp ví dụ mình bảo là cầu này gãy đúng không Anh em mạnh tay nhá Anh em mạnh tay anh em mạnh tay Đấy phát này mình đánh mạnh tay này Đây là phát chúng ta cần đánh mạnh tay này Ok chưa anh em Bởi vì sao Bởi vì là mình biết rõ là gì à, Mày đang ra cái cầu này là gì Mày xa bệt đúng không Đó bởi vì cầu đấy giờ chỉ có một hai tự nhiên xuất hiện một cái con mà Nó gọi là làm thay đổi Thì chắc chắn là nó phải ra cầu khác rồi đúng không anh em Đấy nó làm thay đổi đúng không? không có một với cả hai nữa thì thôi đánh ngẩn bệt luôn anh em ạ thế cho nó nhanh được chưa anh em thấy anh em thấy cái cách suy luận của mình nó có hợp lý không đúng không rõ ràng là mày chạy đến gọi là cả 10 tay mà ta thấy toàn là chạy một chạy hai đúng không ta thấy nó cả 10 tay của mày toàn chạy một chạy hai thì chắc chắn một điều rồi ta phải ưu tiên sang cái dạng cầu gọi là uh, mới chứ đúng không mày không chạy cầu cũ rồi bây giờ chẳng lẽ ta lại đánh cầu cũ cố đúng không không hợp đúng không anh em đấy đây là có lời đây nhá thì bây giờ lại đánh nhẹ đánh bệt tiếp được chưa mình lại đánh nhẹ đánh bề tiếp không sao hết cả anh em ạ lại đánh nhẹ đánh bề tiếp lại đánh nhẹ đánh bề tiếp được chưa lại hút tiếp anh em thấy okla chưa anh em anh em đã thấy okla chưa chuẩn không anh em đã thấy okla chuẩn chưa các bạn đấy là một cái phong cách đánh của mình gọi nhá một trong những cái phong cách đánh của mình gọi nhá một trong những cái phong cách đánh bây giờ các bạn có thể bỏ một tay anh em nào không thích đánh bề thì có thể bỏ một tay còn không thì các bạn đánh bề tiếp thôi còn không thì đánh bề tiếp ai sợ thì đi về được chưa vẫn bề tiếp anh em ạ còn đấy đánh thì vẫn ăn thôi đúng không còn đấy các anh em mình có cố đi vào tiếp thì vẫn ăn vẫn ok các bạn ạ có cố đi vào tiếp thì vẫn ok thôi nó cũng không thua anh em ạ cố đi vào tiếp thì cũng ok cố đi vào tiếp thì cũng ok đây, mình tiếp tục là đánh một tiếng gọi là, là là cầu bệt các bạn nhớ. Mình sẽ tiếp tục đi một tiếng cầu bệt anh em ạ. Vẫn sẽ tiếp tục đi một tiếng cầu bệt. Được chưa? Anh em thấy cầu bệt chạy dã man không? Đều không? Tâm tấp anh em ạ. Nó đều gọi là tâm tấp, đều gọi là tâm tấp các bạn nhớ. Anh em đi một tiếng cầu bệt đều là tâm tấp luôn. Vẫn cứ đều thôi, đúng không? Không phải bể làm gì anh em ạ không phải bể làm cái gì không phải bể làm cái gì cả vẫn cứ gọi là là đều đều lại vẫn cứ đều đều lại anh em mình chúng ta triển khai các bạn ạ đấy không bể các bạn nhớ nhất định là không bể nữa các bạn nhớ đối với cầu bệt mình chơi không bể các bạn ạ một là theo mà hai là bỏ vậy thôi một là theo mà hai là bỏ một là theo mà hai là bỏ anh em nhớ đấy rồi ok đấy cầu một một rồi mình sẽ uh, bỏ tiếng này để xem nó có ra cầu một một không này à cái cầu bệt trước vẫn lại cái cầu một một ấy cầu B rồi. mình sẽ bỏ được ngày để xem nó có ra cầu một 11 hay không. Bỏ một tiếng, bỏ một tiếng. Nói chung là cái này là tài xỉu siêu tốc nên anh em mình cứ gọi là bỏ một hai tay cũng được anh em ạ, không sao hết cả nhá. Nó ra tài xỉu siêu tốc nên anh em cứ bỏ một hai tay cũng ok hết các bạn ơi. Đấy, nó không về 11 là nó không đúng cái dạng mình đang suy nghĩ rồi. Và không đúng cái dạng mình đang suy nghĩ rồi thì mình thôi. Đúng không? Không đúng rồi tự nhiên lại mình lại cố chấp đánh tiếp thì gọi là là, là mình lại sai cầu anh em ạ. Để chơi anh em. Đây nữa mình sẽ bỏ thêm một tay nữa đi Xem nó ví dụ như là có ra thêm cái trường hợp gọi là bệt nối bệt không Đúng không? Mình đang tính đến cái trường hợp là nó sẽ ra hai cầu bệt Đấy Mình đang tính đến cái trường hợp mà ví dụ như nó ra hai cầu bệt thì sao Bệt từ bên tài xong sẽ nhảy sang bệt bên xỉu Đấy là cái giả định của mình vẫn ạ Rồi không có rồi Ok thế mình lại đánh cầu ngắn tiếp bạn nhá Không có rồi không có rồi Không đúng không đúng như cái giả định của mình rồi bạn ạ Ok thế thì ngon Không đúng thì ngon chứ đúng thì mà gọi là mới sợ anh em ạ đúng thì mới biết là nó không biết là nó có đi đều đều không đúng không Đó. không đúng thì lại ngon lại dễ chơi không đúng thì lại ngon lại dễ chơi các bạn ạ lại dễ gọi là kiểm soát hơn cầu này cầu kia đúng không lại về lại có thể là về cầu hay hai hai tài hai sim mình lại tăng lên này anh em thấy là mình tên này mình sẽ lại tăng lên này sẽ tăng lên này. Đó à, lại A4 lên, lên 5 luôn. Vốn ok thì chơi hết được anh em ạ. Vốn ok thì chơi hết được, vốn ok thì chơi hết được nha. Lại lên 4 lên 5 tiếp. Thừa thắng xông lên, thừa thắng xông lên anh em ạ. cứ thừa thắng xông lên thôi. Ô. Oh. Không, Cậu này không thể đi bệt được. Chơi tiếp anh em ơi. Cậu này không thể đi bệt được, Cậu này không thể đi bệt được anh em ạ. Chơi tiếp lại là chơi tiếp lại là chơi tiếp anh em ạ hôm nay không thể gọi là nhảy mặt bệt sớm được anh em ạ chơi tiếp luôn lên tám luôn lên tám là có lời anh em nhé lên tám thì sẽ là có lời 16 6 đúng rồi ok mình vẫn còn tính thêm một cái gọi là một phát lửa anh em ạ nếu như ra bệt mình vẫn tính mình vẫn để trừ thêm một đường nữa ví dụ như ra bệt thì mình sẽ làm một tay chốt luôn được chưa ví dụ như ra bệt mình sẽ làm một tay chốt luôn đây ví dụ như đây rồi này ra bệt rồi anh em ạ ok chốt từ này luôn các bạn nhé thì mình sẽ viết là nó sẽ đánh to hơn một xíu nữa các bạn nhé. Uh, mình cần đánh là lên 15 đi. Ok. Chốt một tiếng như thế này anh em ạ. Đấy. Chốt luôn anh em ơi, chốt luôn anh em ơi. Chốt hạ vì thế cô bệt luôn. Ok các bạn nhé. Được chơi anh em. Và chắc là mình sẽ hẹn gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo. Để chia sẻ cho anh em cách đánh tài xỉu Và tốc Ở bảng TDC. Các bạn mọi người.